Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Hãng bán lẻ khổng lồ Amazon đang vấp phải chỉ trích ở Anh sau khi một cuộc điều tra cho thấy các công nhân đã kiệt sức vì làm việc quá tải. Trong cuộc điều tra bí mật kéo dài 5 tuần của phóng viên tờ Sunday Mirror vừa được công bố hôm qua, thì các công nhân ở nhà máy của hãng bán lẻ Amazon tại Tilbury của Anh phải làm việc trong một tình trạng kiệt sức và nhiều người thậm chí là còn tranh thủ ngủ đứng vì phải bắt kịp tiến độ phân phối hàng khắt khe. Trong đoạn video quay lén tại nhà kho, công nhân làm việc 10 tiếng một ngày, liên tục bị giám sát và đối mặt với áp lực bị sa thải nếu không đảm bảo tốc độ lấy một sản phẩm mỗi 9 giây và đóng gói ít nhất 2 kiện hàng trong 1 phút. Theo phóng viên điều tra Alan Selby của Sunday Mirror, mỗi công nhân có 2 lần giải lao, mỗi lần 30 phút trong ca. Khoảng thời gian này chỉ đủ chạy đến nhà ăn và nuốt vội thức ăn nạp lại năng lượng. Anh cho biết thêm, điều kiện ánh sáng trong nhà máy không đảm bảo và công nhân tốn hơn 5 phút để đến nhà vệ sinh trong nhà kho rộng bằng 11 sân bóng đá. Kể từ tháng 10, Amazon ra sức tuyển lao động để lấp đầy 1.500 vị trí tại nhà kho. Công nhân được huy động làm 55 giờ một tuần nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm. Doanh thu của Amazon năm 2016 lên mức 9,7 tỷ đô la Mỹ ở Anh. Trong khi đó, công nhân tại 6 nhà kho của Amazon tại Đức cũng quyết định đình công trong dịp Black Friday vừa qua nhằm yêu cầu một mức lương phù hợp hơn. Chúng tôi làm việc tốt, vì thế chúng tôi muốn có mức lương phù hợp với những gì mình đã bỏ ra. Đó là lý do chúng tôi phải đổ ra đường. Phản ứng với cáo buộc trên, Amazon khẳng định họ tạo ra một nơi làm việc an toàn và tích cực.